Xin chào tất cả các em học sinh thân mến đã quay trở lại bài giảng của cô Nga. Và ở bài học trước thì cô đã hướng dẫn chúng ta những kiến thức lý thuyết nằm trong chương thứ tư, đó chính là các định luật bảo toàn. Nằm ở bài đầu tiên là bài động lượng, định luật bảo toàn động lượng. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta giải quyết một số dạng bài tập rất là điển hình liên quan đến chủ đề này. Và đầu tiên, để chúng ta có thể là ôn tập lại những cái kiến thức cũng như là vận dụng tốt nhất làm các bài tập ngày hôm nay, thì trước hết cô sẽ hướng dẫn chúng ta nhắc lại một số kiến thức cần phải nhớ nằm trong chủ đề thứ nhất, động lượng, định luật bảo toàn động lượng. Thì ngay phần tiêu đề chúng ta có thể thấy rằng có hai nội dung kiến thức chính mà các bạn cần phải nắm được. Thứ nhất, động lượng là gì? Đúng không ạ? Tiếp theo là những cái kiến thức liên quan đến phần động lượng, đơn vị của nó, công thức tính nó. Đúng không ạ? Và nội dung thứ hai liên quan đến định luật bảo toàn động lượng. Thì cái định luật này ta sử dụng trong cái điều kiện nào này? Và cái nội dung của định luật như thế nào? Đấy. Trước hết, nhắc lại kiến thức. Phần đầu tiên, đó chính là động lượng. Động lượng là một cái đại lượng để đặc trưng cho cái sự tương tác của vật này đối với vật khác. Và cái động lượng của chúng ta, đơn vị động lượng của chúng ta sẽ có ký hiệu bởi chữ P. Đúng không ạ? P, vector P. Các bạn lưu ý cho cô nhé, động lượng chính là một đại lượng vector. Vì sao? Bây giờ chúng ta để ý đến cái công thức tính động lượng P bằng M nhân với V. Do vận tốc là một đại lượng vector, khối lượng ở đây là một đại lượng vô hướng, vì vậy động lượng cũng là một đại lượng vector. Đấy, các bạn nhớ cho cô công thức này. Còn về độ lớn, nếu chỉ xét về độ lớn, đúng không? Thì động lượng P sẽ bằng M nhân với V. Trong đó, các bạn cần nắm được cho cô. Thứ nhất, ở đây P chúng ta sẽ là ký hiệu của động lượng, đơn vị là kilogram nhân mét trên giây. Tại sao? Bây giờ chúng ta nhìn nhá. Tại vì trong công thức của nó, M đây là khối lượng, đúng không ạ? Có đơn vị là kilogram. Còn vận tốc, V là vận tốc, có đơn vị là mét trên giây, nên động lượng sẽ có đơn vị gián tiếp là kilogram nhân mét trên giây. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp theo. M là khối lượng. Các bạn nhớ là hãy đưa cho cô về đơn vị chuẩn. Khối lượng phải đưa về đơn vị là kilogram. Và vận tốc có đơn vị là mét chia giây, mét trên giây, được chưa? Đây là kiến thức đầu tiên liên quan đến phần động lượng. Vì vậy, ở phần này thì có những cái dạng bài tập nào liên quan? Thứ nhất, bây giờ cô sẽ hướng dẫn luôn dạng bài tập liên quan nhé. Các bạn có thể để ý thấy ở phần này là những cái dạng bài tập liên quan đến cái công thức tính động lượng. Đề bài có thể cho chúng ta biết khối lượng, cho chúng ta biết vận tốc và yêu cầu các bạn tính động lượng. Hoặc đề bài cho chúng ta biết động lượng, yêu cầu tính một trong hai cái giá trị này. Miễn là các bạn cần phải nắm được cho cô cái công thức tính động lượng thì chúng ta hoàn toàn giải quyết được cái dạng bài tập này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng để làm câu đầu tiên. Làm những câu đầu tiên. Để các bạn quan sát cho cô. Câu số 1.
Câu số 1 đề bài cho gì? Đề bài cho một vật có khối lượng là m bằng 1 kg. Này, đề bài cho biết. Một vật có khối lượng m bằng 1 kg đang chuyển động với vận tốc v bằng 2 m/s và yêu cầu chúng ta tính động lượng của vật. Đúng ạ? Rất đơn giản. Động lượng chính là P, áp dụng bằng công thức m nhân v. Các bạn thay luôn cho cô. M bằng bao nhiêu? 1 kg nhân với vận tốc là 2 và ta ra được động lượng sẽ có giá trị là 2 kg nhân m/s. Dễ không ạ? Rất đơn giản đúng không? Và bây giờ chúng ta tiếp tục câu số 2. Đối với câu số 2, đề bài cho gì? Một vật có trọng lượng 1 Newton. Trọng lượng là gì ạ? Nó chính là P đúng không? Để tránh cái nhầm lẫn, P ở đây thì cô sẽ ký hiệu nó là F nhá. Bằng 1 Newton, đúng không? Có động lượng P bằng 1 kg mét trên giây. Và hỏi vận tốc của vật bằng bao nhiêu? Đối với bài này thì chúng ta cũng sẽ xoay quanh cái công thức tính động lượng, đó chính là P2 nhé. P bằng M nhân V. Đề bài cho P rồi. Và yêu cầu chúng ta tính vận tốc, nhưng khối lượng chưa biết. Khối lượng ta có thể tính được thông qua trọng lượng đúng không ạ? Thì khối lượng thì sẽ bằng trọng lượng chia cho G. Đúng rồi, bây giờ tính luôn. 1 chia cho 10 bằng 0,1 kg. Vậy ta lại thay ngược lại công thức trên thì vận tốc sẽ bằng P chia M. P là 1 chia M là 0,1 thì sẽ ra 10 mét trên giây. Và đáp án ở đây vận tốc sẽ là bằng 10 mét trên giây. Được chưa? Thì hai bài đầu tiên là để chúng ta nhớ lại được cái công thức tính động lượng vận dụng thì chúng ta sẽ dễ dàng nhớ hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục là nhắc lại cái nội dung kiến thức tiếp theo. Nội dung thứ hai mà các bạn cần phải nắm cho cô liên quan đến xung lượng. Xung lượng. Được chưa? Thứ nhất là chúng ta cần phải nắm được thế nào là xung lượng. Nếu mà một vật chịu tác dụng của một lực trong một thời gian rất ngắn thì lúc đó nó sẽ sinh ra xung lượng. Và xung lượng lúc này sẽ có giá trị là bằng F nhân delta T. Được chưa? Đây gọi là xung lượng của vật. Và có một cái định lý liên quan đến xung lượng, đó chính là độ biến thiên động lượng thì sẽ bằng xung lượng của vật trong cái khoảng thời gian mà nó tương tác. Được chưa? Định lý như sau. Độ biến thiên động lượng sẽ bằng xung của lực trong một khoảng thời gian ngắn đó, hoặc là bằng xung lượng của vật. Vì vậy ta sẽ có công thức sau: delta P, độ biến thiên thì ta sẽ là delta. Nếu độ biến thiên vận tốc thì là delta V đúng không? Đây là độ biến thiên động lượng thì là delta P sẽ bằng F nhân delta T. Đúng rồi. Và các bạn lưu ý cho cô nhé. Từ công thức này thì chúng ta có thể thấy rằng ngoài cái đơn vị của động lượng là kg mét trên giây thì ta còn có một cái đơn vị suy ra khác, đó chính là bằng gì? Ở đây P và F nhân delta T có phải là nó sẽ cùng một đơn vị không? Nên đơn vị của động lượng còn có thể là bằng Newton nhân với thời gian, Newton nhân giây. Được chưa? Rồi. Và các bạn lưu ý cho cô đó chính là thằng delta P, độ biến thiên thì sẽ bằng V sau trừ đi V trước. Rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay lại để xem có những cái dạng bài tập nào liên quan đến phần xung lượng. Bài tập số 3. Các bạn quan sát cho cô bài tập số 3 nhé. Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian là 0,5 giây. Thì đây thì bài đã cho delta T bằng 0,5 giây. Hỏi độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó. Độ biến thiên động lượng là delta P đúng không ạ? Lấy G bằng 10 m/s. Thì đối với những bài tập liên quan đến độ biến thiên
thì có hai cách tính. Một là delta P chúng ta khai thác sẽ bằng P2 trừ P1, hoặc khai thác sẽ bằng dung lượng của vật, đúng không ạ? Bằng F nhân delta T. Rồi, thứ nhất là chúng ta không thấy được hai cái quá trình trước và sau của vật. Vì vậy, ta không nên sử dụng công thức đầu tiên mà sẽ sử dụng thông qua cái dung lượng của vật. Vì thế xuất hiện cái thời gian ở đây, đúng không ạ? Và lực ở đây là lực gì? Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian rất là ngắn là 0,5 giây. Vì vậy, lực ở đây chính là trọng lực tác dụng lên vật, chính là P. Vì vậy, ta có delta P sẽ bằng P, cô ký hiệu là F nhé, nhân với delta T. P thì bằng M nhân G nhân delta T, và bằng M là 1, G là 10, delta T là 0,5, và bằng 5 đơn vị kg mét trên dài. Ok chưa? Vì vậy, đối với câu số 3 này, thì đáp án độ biến thiên động lượng sẽ ra 5 kg mét trên giây. Rất dễ đúng không ạ? Đối với những cái bài tập mà liên quan đến việc tính độ biến thiên thì chúng ta cần phân tích kỹ xem ta sử dụng công thức nào. Nếu đề bài cho thời gian, cái khoảng thời gian rất ngắn mà nó tương tác, thì các bạn hãy nghĩ ngay cho cô đến cái mối liên hệ giữa độ biến thiên động lượng và dung lượng của vật. Và quan trọng là chúng ta có thể phân tích được là lực nào mà tác dụng lên vật trong cái khoảng thời gian ngắn đó. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu số 4. Đối với câu số 4, một quả bóng có khối lượng M bằng 300g, thì cô sẽ đổi luôn là bằng 0,3 kg, va chạm vào tường và nảy trở lại với cùng vận tốc, cùng tốc độ. Vận tốc bóng trước va chạm là 5 m/s. Độ biến thiên động lượng nào của quả bóng sau đây là đúng? Thì bài này yêu cầu chúng ta sẽ tính độ biến thiên động lượng, đúng không? Tức là định tính delta P. Rồi, delta P, bài này không hề thấy xuất hiện thời gian, nên ta sẽ tính thông qua đó chính là delta P thì bằng B sau trừ B trước, đúng không? P2 trừ P1. Bây giờ ta cùng phân tích nhé. Để bài cho quả bóng này, ban đầu đến di chuyển với vận tốc V, va chạm vào tường, đúng không? Khi va chạm vào tường thì nó bị bật trở lại, và cũng với cái vận tốc V đó. Bây giờ ta cùng phân tích. Delta P thì bằng P sau trừ B trước. B sau là gì? Chính là sau khi nó đã bật, và P trước là trước khi nó bật vào tường. Được chưa? Thì cô sẽ thay luôn công thức. Động lượng P thì bằng M nhân V2 là B sau trừ đi M nhân V1. Và các bạn nhớ nhé, là chúng ta khi làm là phải có vector. Vì sao? Vì động lượng của chúng ta là một đại lượng vector, nên cái giá trị độ biến thiên động lượng cũng phải là một giá trị vector. Muốn bỏ được vector thì ta phải làm như nào? Ta phải chiếu nó lên chiều dương đã chọn, đúng không? Bây giờ giả sử cô chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của vật, thì bây giờ ta phân tích vận tốc V2 là vận tốc sau như thế nào so với chiều dương? Ngược chiều dương, nên khi bỏ vector nó sẽ mang dấu âm. Tiếp theo, vận tốc trước cùng chiều dương thì giữ nguyên, và ta sẽ ra được bằng trừ 2mv. Các bạn nhớ cho cô cái công thức này để chúng ta có thể giải quyết nhanh các bài tập trắc nghiệm. Trừ 2 nhân m là 0,3 nhân v là 5, đúng không? Thì sẽ ra được bằng bao nhiêu? 5 nhân 2 là 10, 0,3 là trừ 3 kg mét trên giây. Ok chưa? Bài số 4 cũng là bài tập liên quan đến độ biến thiên động lượng, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta sẽ sử dụng công thức tính độ biến thiên động lượng bằng động lượng sau trừ động lượng trước, chứ không phải sử dụng thông qua cái dung lượng của vật, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta cần phải thật sự là linh hoạt trong việc là sử dụng công thức phù hợp. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại những cái kiến thức tiếp theo. Giả sử như cô có một hệ tính tổng động, tổng xung lượng, tổng động lượng. Được chưa? Nếu cô có một hệ xét hệ gồm hai vật M1, M2
Được chưa? Và hai vật này có thể là tương tác với nhau, chuyển động với vận tốc V1, V2. Thì tổng động lượng của hệ sẽ là gì ạ? Động lượng sẽ là P này bằng tổng thì sẽ bằng động lượng của vật 1 cộng động lượng vật 2 đúng không? Bằng P1 cộng P2, hay là bằng M1 V1 cộng M2 V2. Và lưu ý cho cô là cũng có vector nhé. Đối với phần này thì cô cũng muốn làm rõ cho chúng ta, phân biệt cho chúng ta biết được. Thứ nhất, nếu đề bài hỏi tổng động lượng của hệ thì nó phải bằng P1 cộng P2. Còn nếu hỏi độ biến thiên động lượng thì chúng ta sẽ là bằng gì ạ? À, delta P bằng P2 trừ P1 đúng không? Thì lưu ý phân biệt hai cái công thức này nhé. Và đối với phần này thì đây là đại lượng vector, nên chúng ta cũng xét xem mối quan hệ giữa vector P1 và P2 là gì. Thì có những cái trường hợp sau. Trường hợp 1, nếu P1 hoặc là V1, tại vì vận tốc và động lượng sẽ cùng hướng với nhau. Nhiều công thức này các bạn có thể thấy, đúng không ạ? Nếu P1 và P2 mà cùng hướng với nhau, đúng không ạ? Thì ta sẽ suy ra được là B tổng hợp bằng B1 cộng B2, tổng động lượng. Trường hợp thứ hai, nếu P1 mà ngược chiều với B2 thì ta sẽ có tổng động lượng bằng trị đối của P1 trừ P2. Và trường hợp thứ ba, nếu P1 vuông góc với P2 thì ta sẽ có P bằng căn của P1 cộng P2, P1 bình cộng P2 bình. Ở cái phần này nếu rõ hơn thì các bạn có thể thấy là chúng ta, đây là P1 này, giả sử P1 mà P2 hợp với nhau một góc alpha chẳng hạn, thì P tổng hợp có phải là chúng ta sẽ áp dụng quy tắc hình hành không? Đó. Vì vậy những cái giá trị này rất giống phần tổng hợp lực mà các bạn đã được học. Đây là P sẽ là hình chiếu của cái hình bình hành tạo bởi P1 và P2. Và trường hợp thứ tư là nếu góc giữa P1 và P2 mà bằng alpha thì ta sẽ suy ra được P là bằng căn của P1 bình cộng P2 bình cộng 2 lần P1 P2 nhân với cos của alpha. Và có những cái trường hợp đặc biệt thì cô cũng muốn nhắc luôn để chúng ta có thể là bạn nào mà nhớ được thì sẽ giải quyết nhanh được các bài tập trắc nghiệm. Trường hợp đặc biệt nhé. Trường hợp 5 là nếu P1 của chúng ta, đúng không? Và P2 mà bằng nhau, bằng P2 và góc tạo bởi P1, P2 bằng 120 độ thì suy ra ta sẽ có P bằng B1 bằng P2. Được chưa? Trường hợp thứ 6, nếu P1 bằng P2 thì P tổng hợp sẽ là bằng 2 lần P1 nhân cos alpha trên 2. Nếu các bạn phân tích kỹ ra thì sẽ thấy cái hình bình hành tạo ra lúc đó chính là một cái hình đặc biệt, nó sẽ là cái hình thoi, đúng không ạ? Do P1 bằng P2, hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau sẽ là hình thoi, và P của chúng ta là đường chéo, đúng không ạ? Thì nó cũng có cái tính chất đặc biệt của hình thoi nên sẽ áp dụng được công thức này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng cái kiến thức liên quan đến việc tính tổng động lượng của một hệ để áp dụng làm bài tập sau đây. Các bạn quan sát cho cô bài tập số 5. Đấy, các bạn đọc cho cô bài tập số 5. Một hệ hai vật có động lượng là P1 bằng 6 km/s và P2 bằng 4 km/s. Tính động lượng của hệ trong các trường hợp sau. Thì bài này cũng là một bài khá đơn giản vì người ta đã cho động lượng của vật 1 và vật 2 rồi, đúng không ạ? Thì có những bài người ta không cho này đâu mà các bạn cần phải tính ra. Ví dụ người ta sẽ cho khối lượng và vận tốc của vật 1, vật 2 thì chúng ta cần phải thêm một bước để tính động lượng của nó, đúng không?
Bây giờ cô sẽ áp dụng làm luôn nhé. Câu 5. Nhất ý A. Ta thấy P1 và P2 cùng chiều. Tính tổng động lượng đúng không? Thì áp dụng P bằng P1 cộng P2 có vector. Thì bây giờ muốn bỏ được vector thì ta sẽ xét mối liên hệ giữa các vector P1 và P2 như thế nào. Trường hợp A, P1 cùng phương với P2. À, nếu cùng phương thì ban nãy cô nhắc lại rồi thì ta sẽ có P bằng P1 cộng P2. Thay vào P1 bằng 6 cộng 4 bằng 10 kg mét trên giây. Rồi. Trường hợp thứ hai, trường hợp B. Nếu P1 ngược cùng phương nhưng ngược chiều với P2 thì ta sẽ có P bằng trị tuyệt đối của P1 trừ đi P2 bằng trị tuyệt đối của 6 trừ 4 và bằng 2 kg mét trên giây. Về phương, về chiều thì nó sẽ cùng chiều với thằng có động lượng lớn hơn đúng không? Thì trong trường hợp này nó sẽ cùng chiều với thằng, đúng rồi, thằng P1. Ý C, P1 mà vuông góc với P2 đây hợp với nhau góc 90, tức là vuông góc rồi, thì P sẽ bằng căn của P1 bình cộng P2 bình và bằng căn của 6 bình cộng 4 bình. Các bạn tính cho cô xem bằng bao nhiêu. Căn của 6 bình cộng 4 bình, 2 căn 13 kg mét trên giây. Chưa? Và tiếp theo đến ý D. Ý D. P1 và P2 nếu mà hợp với nhau góc 60 độ. Bây giờ áp dụng công thức. Đúng ạ. P bằng căn của P1 bình cộng P2 bình cộng 2 lần P1 P2 nhân cos 60 độ. Và thay thôi. Căn 4 bình cộng 6 bình cộng 2 nhân 4 nhân 6 nhân cos 60. Cos 60 1/2 thì nó sẽ khử 2 ở đây, thì nó sẽ là căn của 4 bình cộng 6 bình cộng 4 nhân 6 hay căn 19. Rồi. Bài tập số 5 cũng rất đơn giản. Đúng không? Các bạn thấy là khi mà chúng ta nhắc lại kiến thức rồi áp dụng luôn vào từng dạng bài tập thì thấy cái phần bài tập liên quan đến chủ đề động lượng và định luật bảo toàn động lượng cũng không quá khó đúng không ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta tiếp tục với câu số 6. Đối với câu số 6 này thì trước hết cô muốn nhắc lại cho các bạn một phần kiến thức liên quan đến định luật bảo toàn động lượng. Về định luật bảo toàn động lượng, nội dung thứ tư, định luật bảo toàn động lượng. Các bạn nhớ nhé, chúng ta chỉ có thể áp dụng định luật bảo toàn động lượng với cái điều kiện sau. Thứ nhất, hệ của chúng ta là hệ kín. Thế nào là hệ kín? Nó chính là cái là hệ mà chúng ta chỉ xét tương tác ở bên trong của nó, tức là các cái vật của chúng ta chỉ tương tác với nhau mà không tương tác ra bên ngoài, hoặc là không có ngoại lực tác dụng vào chính bản thân của nó, đúng không ạ? Ví dụ hệ kín có thể là hệ của chúng ta xảy ra trong một khoảng thời gian rất là ngắn, tức là tương tác xảy ra trong một thời gian rất là ngắn thì cũng có thể coi là hệ kín. Ví dụ như hệ đạn nổ này, đúng không ạ? Hệ của tên lửa bắn này, hoặc là pháo, vân vân. Đây đều là những cái hệ kín rất là đặc trưng, người ta có thể áp dụng được định luật bảo toàn động lượng. Ngoài ra còn rất là nhiều. Tiếp theo, cái định luật này nó như thế nào? Bây giờ nếu cô xét hai vật M1, M2 đúng không? Chuyển động với vận tốc V1, V2 tương tác với nhau. Tương tác với nhau. Đây là vận tốc ban đầu đúng không? Thì sau tương tác, thì hai vật của chúng ta
có vận tốc lần lượt là V1 phẩy, V2 phẩy. Cô sẽ mô tả như sau. Đây, có vật M1 chuyển động với vận tốc V1 ban đầu nhá. Tương tác với vật thứ hai M2, giả sử như là ngược chiều đi, V2, đúng không? Tương tác với nhau. Thì sau tương tác thì hai vật này lại chuyển động với cái vận tốc khác, M1 chuyển động với vận tốc V1 phẩy và M2 chuyển động với vận tốc V2 phẩy. Được chưa? Thì khi đó, đối với định luật bảo toàn động lượng thì ta sẽ có định luật bảo toàn động lượng như sau. Đó chính là tổng động lượng trước tương tác sẽ bằng tổng động lượng sau khi tương tác. Tổng động lượng trước tương tác thì cô sẽ ký hiệu là P bằng tổng động lượng sau tương tác ký hiệu là P phẩy. Được chưa? Bây giờ P thì gồm gì? Động lượng của thằng vật 1, vật 2 trước khi tương tác, đúng không? Thì sẽ là bằng M1V1 cộng M2V2, thì sẽ bằng tổng động lượng sau tương tác thì là M1V1 phẩy cộng M2V2 phẩy. Ok chưa ạ? Rồi, thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng để làm bài tập liên quan. Bạn quan sát cho cô. Câu số 6. Đề bài cho gì? Đề bài cho một viên bi A có khối lượng M1 bằng 60 gram chuyển động với vận tốc V1 bằng 5 m trên giây va chạm với viên bi khối lượng M2 chuyển động ngược chiều. Thì chúng ta có thể vẽ sơ qua cái hình. Đây, vật M1 chuyển động V1 chưa? Va chạm vào vật B M2 chuyển động ngược chiều. Ngược chiều thì đây, V2. Sau va chạm hai viên bi đứng yên. Sau va chạm hai viên bi đứng yên, tức là ta sẽ có V1 phẩy bằng V2 phẩy và bằng 0. Đồng thời ý nghĩa là gì? Có nghĩa là động lượng sau khi tương tác B phẩy sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 0 luôn. Đúng không? Bây giờ chúng ta muốn giải quyết những cái bài tập này. Người ta hỏi tính vận tốc của vận viên bi B, đúng không? Thì ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn động lượng. Các bước sau, bước 1 thì các bạn sẽ tính cho cô động lượng trước khi tương tác này, động lượng sau khi tương tác này. Sau đó áp dụng định luật bảo toàn động lượng, tìm cái ẩn mà chúng ta cần phải tìm. Thứ nhất, động lượng trước khi va chạm là thì P. P ở đây sẽ bằng P1 cộng P2, đúng không? Thì cái phần này thì chúng ta lại áp dụng cái kiến thức liên quan đến tính tổng động lượng mà cô đã hướng dẫn ở bài 5. Bây giờ muốn bỏ được vector thì ta chiếu. Do V1 ngược chiều với V2 nên tổng động lượng sẽ bằng P1 trừ P2 và bằng M1V1 trừ M2V2. Đúng không? Để ta thay này. Bằng M1 60g, nhớ đổi cho cô sang kg nhé, 0,06 nhân V1 là 5, trừ đi M2 là 0,04. Đây, đổi đi. Nhân với V2. Ok chưa? Cái này để nguyên nhá. Tiếp theo tính động lượng sau va chạm thì P sẽ bằng bao nhiêu? Có thể viết luôn là bằng bằng 0 đi. Cô vừa phân tích cái nãy rồi, ở đây viết là bằng 0 nhé. Tiếp theo ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn động lượng. Ta sẽ suy ra được là gì? P bằng B phẩy. Là B phẩy. Suy ra 0,06 nhân 5 bao nhiêu? 0,06 nhân 5. Nhân luôn ra cho gọn. 0,3. 0,3 trừ 0,04 V2 bằng 0. Đúng không? Thì suy ra V2 các bạn sẽ lấy 0,3 chia 0,4 bằng 7,5 m trên giây. Xong.
Rồi, rất dễ đúng không ạ? Thì đối với những cái bài tập mà áp dụng định luật bảo toàn động lượng thì các bước làm là bước thứ nhất. Các bạn hãy xác định cho cô động lượng trước khi tương tác, trước khi va chạm. Bước thứ hai, xác định động lượng sau khi tương tác, sau khi va chạm. Và thứ ba là ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tính cái ẩn mà ta cần phải tính. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang cái dạng bài tiếp theo, dạng bài liên quan đến hệ đạn nổ. Rồi các em quan sát cho cô bài tập số 7. Bài 7. Một vật có khối lượng m bằng 2 kg đang đứng yên thì nổ thành hai mảnh. Thì có nghĩa là ta thấy trước khi nó nổ thì vật của chúng ta đứng yên thì động lượng của nó bằng bao nhiêu? Trước khi tương tác B bằng 0, cô phân tích nhanh luôn. Được chưa ạ? Và sau khi nổ, sau khi nổ thì sao? À thì thấy rằng mảnh đạn của chúng ta bị tách ra làm hai mảnh. Mảnh 1, đây quan sát nhá. Sau khi nổ khí ở P phẩy đi, sẽ bằng P1 cộng P2. Chưa? Bị tách ra làm hai mảnh. Ban đầu đứng yên. Theo phương ngang, nếu mảnh 1 mà chuyển động với vận tốc này, chuyển động theo phương ngang P1, để cho ban đầu động lượng của chúng ta bằng 0, thì cái thằng thứ hai sẽ phải chuyển động ngược lại. Đúng không ạ? P2. Thì khi đó tổng động lượng bằng 0. Tại sao? Để cô phân tích rõ hơn nhé. Nếu ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng thì có phải là P bằng P phẩy không? Thì suy ra P1 cộng P2 sẽ áp bằng vector 0. Thì ta sẽ suy ra được P1 bằng trừ P2. Ý nghĩa của cái dấu trừ đây là gì? Có nghĩa P1 và P2 của chúng ta cùng phương nhưng ngược chiều với nhau. Phải đây. Đấy chưa? Thì bây giờ về độ lớn nhá, thì suy ra P1 bằng P2 là về độ lớn. Từ cái vector này và suy ra được P1 P2 cùng phương ngược chiều. Nếu P1 bằng P2 thì M1 V1 bằng M2 V2 thì ta sẽ suy ra được M1 bằng bao nhiêu? 1,5 nhân V1 đây, đây chính là V1, mảnh 1 mà, 10 sẽ bằng M2. Nếu vật 1, M1 bằng 1,5 thì M2 sẽ bằng M trừ M1 là 0,5 kg, 0,5 nhân V2. Và từ đây các bạn suy ra được V2 bằng 1,5 nhân 10 chia 0,5, 30 mét trên giây. Thế bài hỏi gì? Mảnh 2 chuyển động theo hướng nào? Thì mảnh 2 sẽ chuyển động theo hướng ngược lại với V1 đúng không? Ta sẽ kết luận nhá. Mảnh 2 chuyển động cùng phương ngược chiều mảnh 1. Và có độ lớn V2 bằng 30 mét trên giây. Rồi, thì trên đây cô đã hướng dẫn các bạn giải quyết bài tập số 7. Bài tập rất đơn giản liên quan đến kiến thức về đạn nổ. Bài tập này đơn giản vì ban đầu vật của chúng ta đứng yên. Nhưng nếu trong cái trường hợp giống như bài tập số 8, viên đạn của chúng ta không đứng yên nữa mà ban đầu nó đang bay với một cái vận tốc xác định, đúng không? Thì nó mới bị nổ thành hai mảnh. Thì ta sẽ có là ban đầu này, thì viên đạn của chúng ta sẽ có khối lượng là M, bay với vận tốc là V. Ok chưa? Quan sát nhá. Là số 8. Thì từ đây ta sẽ tính được động lượng ban đầu P sẽ bằng M nhân V. Thì sau đó, sau khi nổ, nó sẽ thành bao nhiêu? Thành hai mảnh. Mảnh 1 hai mảnh có khối lượng lần lượt là 15 kg, thì cô cho mảnh 1 có khối lượng là 15 kg nhé. Và mảnh 2 có khối lượng M2 bằng 5 kg. Mảnh to, tức là mảnh 1, bay theo phương thẳng đứng xuống dưới với vận tốc V bằng
V1 bằng 400 căn 3 m trên giây. Và người ta hỏi là hỏi mảnh nhỏ bay theo phương nào và vận tốc bằng bao nhiêu? Tức là hỏi vận tốc V2 bằng bao nhiêu, đúng không? Vector đấy phải thể hiện là phải tính được phương chiều nó như thế nào và độ lớn. Cái bài bây giờ chúng ta phân tích lại ban đầu này. Cái viên đạn của chúng ta thành hai mảnh có khối lượng là 15 và 5. Vậy thì tổng cái khối lượng ban đầu của nó sẽ là bằng 11 cộng 12, tức là bằng 2 kg. Và bay ngang với vận tốc 300 m trên giây. Bây giờ ta phân tích nhá. Là P đúng không? Hai thằng này sẽ cho mảnh 1 có động lượng P1 bằng M1V1. Các bạn tính luôn ra cho cô. 15 nhân 400, 6.000 căn 3, căn 3 kg mét trên giây. Đây ta cũng tính được. Tính về độ lớn nhá. P bằng bao nhiêu? 600. Đây là 20, đây là 6.000 mét trên giây. Mảnh 2 thì có động lượng P2. Bây giờ phân tích này. Nếu ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng thì có phải là P ban đầu bằng B1 cộng B2 không? Ban đầu nó bay ngang. Ok chưa? Đây là P. Cái thằng P2 thì sao? Mảnh 2, mảnh to của chúng ta thì bay theo phương thẳng đứng. Mảnh to là bằng thằng P1 nhá. P1. Mà P và V thì cùng phương với nhau nên P1 cũng bay theo phương thẳng đứng. Đây là P1. P lại là thằng tổng hợp của B1 và B2. Vì vậy nó chính là cái thằng đường chéo. Các bạn sẽ biểu diễn. Thì cái thằng này sẽ là P2. Ok chưa ạ? Thì từ đây thì mối quan hệ giữa P1, P2 và P là gì? Một thằng ngang, một thằng thẳng đứng thì đây sẽ vuông góc. Vì vậy từ đây ta thấy đây là P1 này. Hình bình hành hai cạnh này bằng nhau, đây là P1. Thì có phải là ta sẽ có, suy ra ta có P1 bình phương cộng P bình phương bằng P2 bình phương ạ. Đây, hai cạnh theo Pythagore. Thế các bạn sẽ tính được cho cô P2 là bằng căn của B1 bình cộng P bình bằng căn của 6.000 bình phương cộng 6.000 căn 3 là bình phương và bằng 12.000 kg mét trên giây. Sau khi có tính được P2 thì ta sẽ tính được vận tốc V2 là bằng P2 chia M2, 12.000 chia cho M2 là 5. Hai nghìn bốn trăm mét trên giây. Đây là mới tính được độ lớn. Còn ta cần phải xác định được xem cái vận tốc V2 nó bắn theo cái phương nào thì ta sẽ tính góc alpha này nhé. Tan alpha đối chia cho kề, đối ở đây là P1 chia cho kề là P. P1 bằng bao nhiêu? 6.000 căn 3 chia B là 6.000 bằng căn 3. Vậy suy ra alpha bằng tan 60. Xích tan căn 3 60 độ. Hay nói một cách khác, ta sẽ kết luận được đó chính là mảnh nhỏ hoặc là mảnh 2, mảnh nhỏ sẽ bay theo phương hợp với phương ngang góc 60 độ và có độ lớn bằng 2.400 mét trên giây. Ok chưa? Thì khi làm một bài thì bước 1 chúng ta tóm tắt này để ta phân tích xem đề bài đã cho được những kiến thức gì và ta cần phải sử dụng định luật cũng như nội dung kiến thức nào. Thứ hai là ta trình bày này, đây là bước trình bày. Bước lập luận, logic của chúng ta được thể hiện ở đây. Và bước kết luận, các bạn sẽ phải kết luận để tóm gọn lại những cái phần mà ta ra được kết quả theo yêu cầu của đề bài, được chưa? Giống như một bài văn, làm bài bao giờ có mở bài, thân bài và kết luận. Thì làm một bài toán hay là một bài lý cũng như vậy, ta cần phải có phần mở đầu là tóm tắt này,
Phần thân chính là cái phần quá trình chúng ta phân tích ra và ra được kết quả. Và phần kết bài là chính là cái phần ta đưa ra được cái kết luận theo yêu cầu của đề bài. Thì khi các bạn làm đủ những cái phần này rồi thì hoàn toàn các bạn sẽ chọn dành chọn được cái phần điểm của phần tự luận. Cộng với việc là chúng ta sẽ phải điều kiện đủ là chúng ta phải có đáp án đúng, đúng không ạ? Thì vậy là trên đây thì cô đã hướng dẫn các bạn giải quyết những cái bài tập vô cùng điển hình liên quan đến chủ đề, đó chính là động lượng và định luật bảo toàn động lượng. Thì các bạn hãy xem lại cái phần cô giảng, được chưa? Nếu phần nào chúng ta còn thắc mắc thì các bạn có thể là comment ở dưới để hỏi, thì cô sẽ trả lời ngay cho các bạn. Và bài tập ở phần chủ đề này là gì? Đây, các bạn hãy quan sát nhé. Cô sẽ chiếu trên đây một số bài tập trắc nghiệm để chúng ta vận dụng ngay được những cái kiến thức mà cô đã chia sẻ để làm những câu trắc nghiệm này. Và các bạn hãy comment phần đáp án của mình để cô có thể kiểm tra xem chúng ta làm đúng hay sai, được chưa ạ? Cũng như là chữa cho chúng ta một cách chi tiết nhất ở buổi sau. Này, các bạn vào ra nhé. Thì cô sẽ chiếu một lượt, sẽ có 12 câu, được chưa ạ? Hoàn toàn là những cái kiến thức mà chúng ta sẽ vận dụng vào buổi hôm nay, dễ dàng giải quyết được. Và bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Cô xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài giảng tiếp theo.